Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với My Figures. Hôm nay trên tay của mình là một sản phẩm có tên là The Cloud, đến từ một công ty không chính thức. Thì coi bên trong có gì ha. Đó, không ai khác, đó chính là Joker của Joaquin Phoenix. Bắt đầu thôi. Ok, và đây là Joker sau khi đã đây là Joker sau khi đã ra khỏi hộp. Thì mình biết là cái điều đầu tiên mà mọi người thắc mắc đó là cái kích cỡ của em này như thế nào, bởi vì đây không phải là một hãng mà thân thuộc với là nhiều anh em chúng ta. Thì mình đoán đây là tiêu chuẩn 1/12, cho nên là sẽ ngang tầm với những em Mesco. Đây mình có Joker của Mesco McFarlane. Rồi, biết ngay mà. Batman của McFarlane. Như bạn thấy, mình nghĩ là scale khá là ok. Một số em Batman khác. Đây, Batman của Mesco. Superman. Thì mình nghĩ là em Joker này hơi lùn chút xíu, nhưng mà Joaquin Phoenix theo mình nhớ thì cũng không có được cao, cho nên với mình thì không có vấn đề gì. Nói nhanh qua về phần phụ kiện, bởi vì em này có rất là nhiều. Thì các bạn thấy Joker đi kèm với hai tay dùng để cầm điếu thuốc, hai tay mở, hai tay cầm súng, hai tay không, như này mới là hai tay cầm súng, còn đây là tay để mà cầm tượng Oscar, một cái mặt nạ, một cái quyển lưu bút, cái súng, hai điếu thuốc và hai tay đấm. Thì với cái mặt nạ các bạn có thể cầm trên tay với cái tay cầm tượng như thế này nhìn cũng ok, hoặc là các bạn cũng có thể đeo nó trên mặt, không có vấn đề gì hết, nó khớp vừa như in luôn và nhìn cũng hay hay. Ngoài ra thì cái tay mà dùng để mình nói là dùng để cầm điếu thuốc á, mình mới phát hiện ra là nó không có cầm được mọi người ơi. Cho nên là mình cũng cất điếu thuốc vào thôi. Bản thân mình cũng không có dự định dùng nữa tại vì nó nhỏ quá. Tiếp theo, tay vẫn có thể cầm được cái quyển lưu bút và cái tượng, không có vấn đề gì hết. Và cuối cùng có thể cầm được cái súng, được cả hai tay luôn mọi người. Cho nên là phần phụ kiện đối với mình em này khá là đầy đủ. Nói về phần đầu, đây là phần sáng nhất của em figure này. Joker đi kèm tới 4 cái đầu khác nhau. Đây là cái đầu đầu tiên, là cái đầu mà mình ít thích nhất, không phải tại vì nó tệ. Ngược lại, mình thấy là cái đầu Arthur Fleck này làm rất là đẹp, nhìn chất lượng mình có thể nói là tối đó giờ mình chưa thấy một hãng 6 inch nào mà làm được cái chất lượng mà gần với lại Hot Toys như là em này hết. Tuy nhiên, mình vẫn thích hơn là nếu mình có một cái đầu Joker thứ tư hơn là một cái đầu Arthur Fleck, tại vì cái đầu này đi kèm với cái body nhìn nó không có hợp lắm. Ok, đầu thứ hai là cái đầu Joker nhưng mà nhìn khá là buồn. Mình đối với mình vẫn thích có một cái đầu như thế này để mà mình chụp những cái shot mà nhìn nó moody, nhìn nó ảm đạm hơn chút xíu. Thì như các bạn thấy, để mà đúng ánh sáng thì nhìn y chang thật luôn, rất là đẹp. Và mình càng ngắm thì càng phải nói là bị đắm chìm vào cái khả năng scope của Felix Toys, một cái hãng mà không có được nổi tiếng cho lắm nhưng mà làm mình rất là ngạc nhiên với cái chất lượng head như thế này. Đầu thứ ba có thể nói là cái đầu mà mình sử dụng nhiều nhất, tại vì đây là cái đầu mà các bạn thấy nhìn nó vui hơn một chút, nhìn nó có ra dáng Joker hơn và nhìn nó cũng hơi creepy nữa. Bạn có thấy được một chút xíu máu ở trên kế bên cái sống mũi và phần má của Joker, thì mình chiếu sáng vào đây cho mọi người nhìn rõ hơn. Và nếu mà các bạn tắt đèn thì nhìn có chút xíu bóng tối vô nhìn rất là đẹp. Chúc mừng các bạn đã xem đến hơn nửa clip. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn có biết là hơn 70% những người xem My Figure hiện tại vẫn chưa đăng ký. Cho nên đừng là những người đó. Hãy đăng ký, like, share, bình luận. Đừng skip đoạn này. Cuối cùng là cái phần ấn tượng nhất trong cả một em figure này, chính là cái đầu thứ tư, khuôn mặt của Joaquin Phoenix ở cuối phim lấm le đầy máu. Và mình mới mở cái đầu này ra khỏi hộp thôi, mình phải nói là dang, nhìn nó quá là sexy luôn mọi người. Nhìn đây có thể nói là cái đầu head của em figure đẹp nhất từ đó tới giờ mà mình từng sở hữu trong toàn bộ sưu tập của mình luôn. Và mình bao gồm cả một em Hot Toys mà mình từng có. Như các bạn thấy đây, khi mà mình tắt đèn, đưa vào đúng cái góc ánh sáng, từ để mình xoay qua cho mọi người xem. Nhìn cái phần máu, nhìn nó bóng lưỡng lên giống như là máu thật vậy mọi người. Đây, để mình
đưa cái góc gần hơn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng với mình. Chúng ta hãy dành 1 cho đến 3 giây tĩnh lặng trong cái nét đẹp. Tuyệt vời này. Ồ, khoan, máy quay lắc, ok. 3 giây bắt đầu. Đây là cái hết đáng đồng tiền cho toàn bộ figure này. Nếu như mà mình chỉ trả, không, ok, nói vậy hay quá, nhưng mình phải trả toàn bộ cái thiện cái figure để mua một cái đầu này thôi thì. Nhưng mà phải, các bạn có thấy được cái điều mà mình đang thấy không? 10/10. Bây giờ đi qua khớp thôi. Thì khớp của em này mình dùng từ là đủ xài. Đầu tiên phần đầu không có nhìn lên được nhiều cho lắm, không cần thiết với nhân vật này, nói thẳng, nhìn xuống được khá là ok. Bả vai đưa ra được hơn 90 độ. Khớp bắp tay cũng ok. Gặp được double jointed elbow, không có như cái hãng nào đó tên là Mesco. Khớp cổ tay cũng đầy đủ hả mọi người, gặp lên gặp xuống, đường ngang đường dọc, không có vấn đề gì. Tiếp theo đó là khớp bụng, gặp lên trước được chút xíu. Ok, nếu mà các bạn cố gắng thì ok, giờ cái đầu nó rớt ra rồi, bỏ qua bên đi. Giờ gặp ra phía sau khá là nhiều hơn phía trước chút xíu. Nói chung là phần khớp bụng là mình thấy nó không có bị lỏng như là nhiều hãng không chính thức khác. Felix mình cảm giác là cái chất lượng nó cũng ngang ngang với Mesco mọi người. Mà cái phần chân là cái phần mình đáng nói đây, là cảm giác nó hình như họ dùng nhiều keo quá mọi người, để mà cho khớp nó cứng hơn á. Cho lúc mà mình đưa lên nghe cái tiếng nó khá là sợ, nhưng mà căn bản cũng không có đến nỗi kinh hoàng như là tụi Mayfax. Thì đưa ra được phía sau chút xíu, banh ra được không nhiều như lúc nãy mình cho mọi người xem, nhưng mà vẫn có khớp đầu gối, double jointed. Thì khớp đầu gối là cái phần mà bẻ nghe sợ nhất thôi, còn lại thì khá ok. Và vẫn có thigh swivel, khớp mũi chân bẻ ra đằng sau phía trước, đi qua đi lại. Và khớp mắt cá chân hoàn hảo. Thì ra nói chung là khớp của em này đạt như mong đợi của mình. Thì sẵn đây mình bày luôn cho mọi người một cái chức năng hả, dùng từ không phải, một cái điều khá là hay ho của em này. Các bạn có thể tháo cái áo vest ra để mà có được cái diện mạo của Arthur Fleck. Tuy nhiên là cái quần mình nghĩ không có chuẩn lắm, nhưng mà nhìn cũng ok ha mọi người. Làm biến gắn tay lên quá. Nhưng mà ngoài ra thì cái áo vest bên trong các bạn cũng có thể tháo ra được luôn, làm biến kể ra, tại vì mình nghĩ là gắn vào rất là khó khăn. Nhưng mà các bạn hãy gắn lại không có vấn đề gì hết. Thì đây là Arthur Fleck bên dưới cái bộ suit của Joker. Bên đây là Joker trong bộ đồ của Arthur Fleck. Thì mình tạo mấy cái dáng nhảy múa mà Joker nó hay làm trong phim thôi, nhìn hơi fail. Nhưng mà đây cho bạn thấy cái chất liệu vải ở phía sau áo rất là ấn tượng. Bye bye. Đến cuối ngày mình phải nói là mình vô cùng thỏa mãn với lại em figure này. Bởi vì khi mà mình đặt mua em nó và biết đây là một cái sản phẩm đến từ một cái hãng mà đó giờ chưa có kinh nghiệm làm figure cho lắm, mình khá là lo sợ về cái chất lượng cũng như là khớp của em này. Nhưng mà phải nói là khi mà cầm trên tay rồi, phải chấm bao nhiêu điểm ta? mình nghĩ là 9/10. 9/10 là một cái điểm khá là công bằng với em figure tuyệt vời như thế này. Và nếu như mà có dịp thì mình cảm thấy rất là tự tin để mình lần sau mua những sản phẩm đến từ Felix Toys. Và với bản thân mình thì trên thị trường bây giờ đây là em Joker Walking Phoenix chất lượng nhất. Cho nên nếu các bạn hứng thú, các bạn nên kiếm mua ngay từ bây giờ trước khi quá muộn. Vậy nha, bye bye mọi người.